Hôm nay tôi sẽ mang anh em đến quả TH Lucifer này. Ôi giời ơi, Lucifer đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mở màn bem theo 2-3 tiêu ID thầy. Mồi 1B 7 á, mình lính mà lại đập lại mồi đùa đâu. Lên là nó lên, đó. Lên là nó lên chứ còn lính mà lại phải mồi, mồi thì nó cũng thế mà. Có tin tôi không? Tin tôi không tôi đập luôn này. Nếu không tự tin tôi có thể mồi cho anh em, nếu không tự tin. Đó, nếu như không tự tin thì tôi cứ mồi cho chủ ác cho thoải mái. Còn nếu thôi em tin thầy, ok xong rồi, xong rồi. Đấy, chính chủ nhá. Thế cho nó nhanh. Đó, nếu như không tự tin thì tôi cứ mồi cho chủ ác cho thoải mái. Còn nếu thôi em tin thầy, ok xong rồi, xong rồi. Đấy, chính chủ nhá. Thế cho nó nhanh. Có thế thôi mà cứ phải mồi đập thẻ. Cái gì mà phải mồi với mủng khổ quá. Đập cái nó lên thì cái trò này dễ không mà. Theo nhá. Thử luôn. Thử luôn theo cộng 5 nào. Hoàng Giang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Không có rank siêu sao thì tôi đi ngủ. Nghe thầy nói phép tôi sẽ đáp vỡ cái iPad mất. Cái gì đây rank siêu sao? Cái gì đây rank siêu sao đây đây? Đây đây. Năm A, top 5A luôn này, rank siêu sao này. Đó. Có liền. Có liền rank siêu sao. Xem nào. Ây da, dạo này thầy đập uy tín thế nhỉ? Chả thế, đợt nào chả thế, có phải đợt này đâu, đợt nào mà chả vậy. Có phải riêng mỗi đợt này đâu. Đợt này, Benzema này. Ui, sao sỏ hắn còn khoảng cách xa đấy nhở? Nope. Casemiro lăn con mẹ vào gôn luôn, Casemiro lăn con mẹ cả người vào gôn luôn. Lucifer đã donate cho người Tabi 10.000 đồng. Việt Anh giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ô kỳ hăm. Em hỏi từ bé đến lớn có ai bảo mặt thầy nhìn muốn đánh chưa ạ? Chứa điên, mặt tôi, anh em bảo mặt tôi là mặt nó gọi là nó là sứ giả hòa bình. Sứ giả hòa bình luôn. Ngày xưa nhá, ngày xưa mà tôi đi học nhá, các bạn mà ở lớp mà đánh nhau nhá. Tôi ra tôi can, tôi là người đầu tiên tôi ra can này. Đấy. Các bạn đừng làm như thế nữa. Đó. Các bạn à. Mình đừng làm như thế nữa. Đó, ngày xưa mà có đánh nhau tôi mách cô liền. Đó, mách cô luôn. Cô ơi, các bạn này có tí xích mích với nhau này, các bạn có tí công chuyện với nhau này. Đó. Ngày xưa mà ngày xưa nó thật là cái uy tín, mặc dù tôi không phải là lớp trưởng nhá, nhưng mà cái tiếng nói đấy, cái tiếng nói nó ngang với lớp trưởng trong lớp. Tiếng nói tôi nói nó có sức nặng. Hóa ra thầy là chim lợn ạ. Chỉ là đâu, thầy sứ giả hòa bình đó, mỹ từ nó gọi là sứ giả hòa bình, không mà để cho các bạn trong lớp xảy ra những cái chuyện bạo loạn. Thay cô giáo là gọi là thanh trời hành đạo, ngày xưa gọi là thanh trời hành đạo, không mà để cái chuyện đấy xảy ra trong lớp tôi được. Lớp tôi là cái lớp này, anh em ta cái gì chăn hòa tình thân. Hoàng Giang đã donate cho mình rất 10.000 đồng. Dàn xếp làm cái gì để cho chúng nó và đi, tôi còn không có cơ hội lên chùm trường. Không va được, không va được như thế không được. Tôi sứ giỏi hòa bình, tôi không để cái chuyện đấy xảy ra được. Tơ Linh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu lúc đó ta không buông tay ia ia, nếu lúc đó ta không trốn chạy HOH, và nếu lúc đó mình đừng như thế ye, yeah, có lẽ. Các bạn hàng xóm nhé. Đêm rồi ngủ đi, học hành cái gì để cho người khác ngủ. Mà chúng bay học cái gì không học lại lôi cam ra bổ thế. Nope. Thầy vừa dùng sờ cưu đá phạt gì thế? À, tôi bắt tôi rồi. Tôi định thực hiện một tình huống đá phạt nó cong veo vào cái thứ. Đấy, nhưng mà không vấn đề, nó không được, nó chưa cong đến như vậy. Tôi di gôn rồi, quả đấy tôi di gôn rồi, nhanh lắm. Đó, tôi di gôn nhanh lắm. Này, Kaka. Qua Văn Đại cái nhẹ. Nope. Ôi trời ơi, hai skin liên tục cơ mà. Cái khe này, cái team này chắc nó cũng dễ đá anh em. Số 9 nào mà có hai cánh nhanh nó dễ đá lắm. Ơ. Mới đi chạy ra đấm thẳng phát mặt Haza luôn ạ, xong đi về luôn ạ, chạy ra đấm một phát mặt Haza nằm đống luôn. Không, quả này thì không thể đỡ được, thật sự anh em chia sẻ câu chân tình. Quả này không đỡ được. Nope. Đá thế thì đỡ thế, éo nào. Em rõ ràng là sút xoáy nhở. Đá vào đấy thì đỡ hộ cái nhá. Đỡ hộ cái đi. Mày Cristiano Ronaldo BTB, đây rồi. Đây rồi. Ôi giời ơi. Hoàng Giang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sút mẹ vọt qua cả khán đài thì là đỡ đần chứ đỡ gì. Xin lỗi em tí, khán giả chỉ trích thắng là được mà. Thắng là được mà sao khán giả chỉ trích kinh thế nhở. Thắng là được mà.
Modric rồi. Hazard này. Kroos này. Casemiro này. Vị rồi. Đó. Vị rồi. Cái gì mà trung tâm dậy chui đùa. Rồi, ok, có lọc. Casemiro. Xử lý được bóng được. Thật luôn, nó là công cao thủ Hàn Quốc xử lý chi đến như vậy rồi. Donate. Không cảm xúc thì phải như nào nữa anh em, bây giờ phải như nào nữa? Thì bây giờ anh em donate, cảm ơn anh em rồi. Nope. Anh em không như nào nữa ta? Trời ơi, dập chung trận đấu đang căng nhá. Benzema. Bắt hộ tôi phát. Thôi bình tĩnh nha, chậm lại tí. chậm lại không gì phải vội vàng. Rồi thoát cái xong rồi, kết liễu trận đấu này. Ronaldo BTB. Ôi giời ơi. Việt Anh giấu tên đá Ronaldo BTB cho Tabi 10.000 đồng. Ớt này thiếu gì thầy? Ớt này thiếu con Gullit. Thiếu Gullit icon là đủ. Thiếu Gullit icon. À thiếu Lasson. Thôi hiệu phó Việt Anh ơi, hôm qua thầy cầm rô béo với Gullit icon 5 mà về nhà đéo một ai làm được bài tập rồi mặt mếu. Giờ Gullit icon 7 thì chắc các em cứ nộp dần đơn thôi học là vừa. Hôm qua bài giảng bài tập về nhà mà đưa cái bài toán mà không ai làm được, thật sự nó chán thật đấy. Chửi nó đi thầy, nó có chửi tí tôi chửi nó làm gì? Đó, Zé thời đỉnh cao cũng chỉ đá được quả bóng đến như thế đấy. Chứ thật sự là cũng như vậy thôi mà. Tôi cố gắng mang lại hình hài của Zé cái thời đỉnh cao thôi. Tôi thử đá con Van Vede xem nào. Con Theo này mình sẽ cho lên đây. Militao đá ở đây. Còn con nào Vinicius, thử mấy con khác điều khác lạ thì xem nào. Figo này. Kaka. Cái gì mà lại cả Quế Ngọc Hải đây. Có cả Quế Ngọc Hải ở Zé này. Đâu. Quên. Ôi giời ơi. Lucifer đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thử Modric 23 TD thầy. Úi giời, nháy muốn bung con chuột ra rồi mà nó không kịp. Anh em nháy muốn bung con chuột ra rồi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Hòa Ân Gian G đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kiểu gì cũng quên Sơn lác mặt cười. Thề, không cố tình, thề luôn, không cố tình. Xin thề với em lần này không cố tình, tôi đã anh em nhắc ở trên kênh Phát Tuấn luôn rồi. Việt Anh giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tạm biệt thầy. Thề luôn Việt Anh không cố tình phát vừa rồi. Thề không cố tình luôn, tay kiểu bị thành thói quen anh em ạ. Đó. Bị thành thói quen, sorry anh em luôn. Đó. Phải có Gullit đi cùng. À có nào đi cùng Gullit chứ ta. Nope. Má ơi. À đâu, cái ông này để tự động đổi áo à? Sao mà thấy thằng nào mà áo màu u vậy? Hòa Ân Gian G đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hòa Ân Gian G nhé. Trừ một Việt Anh cộng hai hiệu phó mới. Đó, hiệu phó Việt Anh giấu tên với hiệu phó Việt Anh khác nhau nha. Hai người đấy khác nhau nha. Vinicius. Ôi giời ơi. Sạc nhanh xài lâu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Vừa rớt trận lên hạng tinh Anh, nguyên chuỗi thắng mà cứ đến trận lên hạng là em không biết sao cầu thủ nó đần ra hẳn, giấu bé. À, không phải cầu thủ nó đần đâu em ạ. Những cái trận lên hạng là thứ không phải cầu thủ đần đâu. Tôi có một cái lời thật sự là tôi có một chia sẻ tâm sự với anh em như vậy, không phải cầu thủ đần đâu. Mà nhiều khi nó đến xuất phát từ cái tâm lý của anh em. Việt Anh giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nhớ Việt Anh giấu anh tên nhá. Sang trường TG phím 1. Làm gì có ai đi trường TG, đổ đâu trường TG mà giáo viên mặt cứ đỏ ửng lên dạy được ai. Giáo viên phải giữ cái đầu lạnh thì học sinh người ta mới học chứ, giáo viên mặt cứ đỏ ửng lên dạy ai bây giờ. Ok. Sau lưng tôi có Van Vede. Nope. Không được. Thôi xong rồi, niệm rồi, cu đen. Thôi cu đen này nó hơi ngu tí, nhưng... Không ổn. Không ổn. Tôi hứa với anh em trận này tôi vẫn sẽ thắng. tôi sẽ thắng lội ngược dòng. Đó. Có những cái trận nhà mình có thể cảm giác được, mình cảm giác là thế trận này mình có thắng được đối phương không ấy. Hoặc là kiểu chơi mình có thắng được đối phương không, mình có những trận mình cảm nhận được. Đó, cái trận này chẳng hạn này. TH nghĩa là gì thầy? TH thì nó là cái tên viết tắt của cái từ gọi là tinh anh hội anh em ạ. Đấy, hội với thằng tinh anh cái thứ với nhau.
rất là tinh ngộ nha. Vào TH có điều kiện gì không á? À có điều kiện là, nói chung là cái điều kiện anh em cứ xin đi thôi. Đấy, thế nào mà vui thì tôi duyệt. Các bạn là cái club thế thì thực chất là vào anh em làm nhiệm vụ là chính chứ còn đã mấy đâu. Nói chung là vào thì tùy tâm anh em thôi chứ chả điều kiện gì cả. Tâm anh em thế nào thôi, xem cái thành ý của anh em thế nào chứ còn chả điều kiện gì cả. Tâm thế nào là tâm thế nào hả thầy? Tâm nó cái hồng tâm với cái hồng tâm với cái ngoại tâm với cái hồng tâm ấy đấy. Cái hồng tâm thì nó nhanh đấy. Bắn trúng cái hồng tâm thì nó nhanh lắm. Cho anh em nào chưa biết một số đơn vị tiền tệ tại kênh Tabi, một tâm bằng 2 lít tôi làm cho vui bằng 50. Không có đâu ra, điên là có đâu ra, lời tuyên với tin không chuẩn nhá. À, cái tin đưa không chuẩn đâu đấy. Xem tờ polymer nào màu hồng là biết ngay, tờ 2 lít chứ còn gì nữa. Hồng tâm nữa còn gì nữa. Chứ không thầy đã nói là xanh tâm. Hồng tâm mà. Cái hồng tâm là gọi là cái điểm giữa của cái tâm ấy. Đó, người ta gọi là hồng tâm. Ôi. Việt Anh giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. À, nguyên trận này nhá. Trường mình có thay đổi năm sinh của các cháu được không thầy? Không, chịu. Đùa đâu rồi, cái gì mà. Hôm trước tôi bảo tôi xem ấy. Tôi bảo tôi xem cái gì nhỉ? Content của thầy Ly đó là cái gì nhỉ? Lứa trẻ nhà thầy Ly à? Những đứa trẻ nhà thầy Ly à? Thế nào mà tôi thấy có cả Ibrahimovic này, xong rồi Diego Costa này, xong cái gì còn cụ cả, chơi cả cụ Pele này. Ui, lứa trẻ nhà thầy Ly sợ thật đấy. Lứa trẻ mà có thể chơi cả ông già hơn 40 tuổi này. Ông nó gần chạm mất 40 này, ông thậm chí còn trùng sinh này. Zicado Kaka, qua từ thằng 1 này. Qua thằng này trước, rồi. Sao lại Fallon Mendy nhỉ? Sao lại Fallon Mendy? Tôi tưởng là Vinicius chứ nhỉ? Ôi giời ơi! Việt Anh giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng.